Chào mọi người đến với Cô Ba Bình Dương Channel. Mình là con gái của cô Ba đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm từ A tới Z chiếc bánh hòn đảo rất hot trong thời gian gần đây. Chiếc bánh vô cùng lung linh với mặt nước trong vắt và những hòn đảo nổi xinh đẹp trông giống y như thật. Nhìn hơi phức tạp một tẹo nhưng cách làm khá đơn giản, chỉ cần cẩn thận và chăm chút một xíu là sẽ thành công thôi. Bây giờ mình cùng bắt đầu nha. Nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những món ăn mới nhất từ cô Ba Bình Dương nha mọi người. Mình sẽ chia sẻ nguyên liệu theo từng công đoạn cho đơn giản nha. Đầu tiên đây là phần nguyên liệu để làm cốt bánh. Mình sử dụng đơn vị tablespoon và teaspoon, tức là muỗng canh và muỗng cà phê nha mọi người. Cốt bánh chocolate vô cùng đơn giản và dễ làm. Phần nguyên liệu bột này đủ làm được 3 bánh đường kính 18cm và cao khoảng 5-7cm. Trước tiên mình làm buttermilk nha, có thể tạm gọi là sữa bơ chua. Đầu tiên mình vắt lấy nước cốt của một trái chanh nè. Tiếp theo là lấy một cốc sữa tươi không đường. Mình cho vào đây một tablespoon nước cốt chanh. Khuấy đều nhẹ nhàng và sau đó để yên trong vòng 5 phút. Sữa sẽ lên men và trở nên lợn cợn như sữa chua lỏng thế này nè mọi người. Phần sữa chua này mình sẽ cho vào trong phần làm cốt bánh. Tiếp đến làm nóng lò ở 350 độ F, tương đương với 180 độ C. Mình dùng tờ giấy nến lớn lên gấp lại như thế này. Đo cho vừa kích thước khuôn. Cắt lại cho giấy vừa với khuôn nè mọi người. Sau đó lót xuống dưới đáy khuôn. Mình cho vào âu hết số bột mì này. Cho vào đây tiếp đường. Mọi người thấy đường hơi nhiều phải không? Đừng lo vì thành phần bánh có nhiều cacao đắng nên không thực sự quá ngọt đâu. Tiếp đến mình rây 105 g cacao nguyên chất vào. Ở đây mình dùng rây, rây mịn cacao vì nó hay bị đóng cục và khó hòa tan. Cho tiếp 2 teaspoon baking soda, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon muối vào. Cũng rây mịn luôn nha mọi người. Sau đó mình trộn tất cả lên. Ok, như vậy là được rồi nè. Tiếp theo mình đập 3 quả trứng vào tô. Cho thêm một cốc buttermilk, một cốc nước ấm và cho tiếp 6 tablespoon dầu ăn, 1/2 teaspoon tinh chất vani để thêm mùi thơm cho bánh. Dùng phới dệt trộn đều lên cho hỗn hợp hòa vào nhau. Tạm ổn rồi, bây giờ mình dùng máy đánh trứng để ở mức trung bình rồi trộn đều thành hỗn hợp nhé. Mịn như thế này là được rồi nè, mình tắt máy nha. Bây giờ đến phần đổ khuôn vào bánh, mình đổ bột vào từ từ. Khoảng lưng chiều cao khuôn thế này là được. Cho vào lò và nướng trong vòng 45 phút nha mọi người. Bánh chín rồi, mình lấy bánh ra nào. Tùy lò và khuôn, mọi người nhớ canh cho đến khi thử bằng que tre xâm vào bánh mà bánh không dính bột trên que như thế này là chín rồi nhé cả nhà. Tách bánh ra khỏi khuôn như thế này. Nhớ lột phần giấy nến ra nhé. Bây giờ để nguội trên khay. Trong lúc chờ bánh nguội, mình làm chocolate ganache để phủ bánh nha. Mình dùng 320 g chocolate chip và 1 cup kem tươi. Mình đun nóng chỗ whipping cream này lên nha. Bật bếp và đun sôi nhé mọi người. Khi thấy sôi lăn tăn thế này là được. Tắt bếp và lấy chỗ whipping cream đang nóng đổ ngay vào bát chocolate. Tiếp theo là dùng phới dẹt khuấy đều để chocolate tan chảy hòa quyện mịn màng như thế này. Nếu nó chưa đủ mịn vì chocolate này hơi to, mình có thể đun cách thủy và trộn cho đến khi nào hỗn hợp thiệt mịn là đạt. Bây giờ mình sẽ để vào tủ lạnh khoảng 30 phút cho hỗn hợp se sệt lại, sẽ dễ quét bánh hơn. Sau khi bánh đã nguội hoàn toàn, mình sẽ cắt bánh lại cho phẳng. Dùng những xiên que như thế này để định vị mạch cắt cho phẳng hơn.
Sau đó dùng dao cắt sát những que đã đánh dấu là được, rất dễ phải không nào? Phần bánh dư sau khi cắt ra mình cho vào một cái tô để lát nữa sử dụng đến. Bây giờ mình sẽ đắp bánh nha. Lấy một cái đế của khay bánh, phết một chút chocolate xuống đáy để giữ bánh không bị sập sệt. Lần lượt xếp từng lớp bánh lên. Quét chocolate lên mặt bánh, sau đó xếp thêm một lớp. Làm tương tự với lớp tiếp theo. Mình xếp 3 lớp bánh lên như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng dao khoét bánh để làm thành chân núi, lớp bề mặt đá phần chìm dưới đáy biển. Mình dự định sẽ làm một dải núi bên này và một ngọn núi nhỏ trồi lên phía bên kia. Khoét nghiêng nghiêng rồi sâu xuống như thế này. Khoét rỗng để tạo ra các khe hở sao cho tự nhiên nhất. Phần này thì tùy sáng tạo của mỗi người thôi. Đằng sau này mình cũng khoét một chút để tạo thành khe rãnh để khi đổ lớp nước gelatin vào nhìn sẽ tự nhiên hơn. Phần bánh dư này mình cho vào tô. Bây giờ cho thêm một ít chocolate ganache hoặc sữa tươi vào để có độ kết dính. Dùng tay bóp nát và nhào trộn thật đều. Phần này mình sẽ nặn để tạo hình đỉnh núi. Trước khi đắp mình phết chocolate ở trên mặt bánh để giúp giữ phần đỉnh núi tốt hơn nha. Đây phần cốt bánh mình đã tạo hình xong rồi. Bây giờ mình sẽ quét chocolate phủ đều hết bề mặt của bánh nha. Phần này phải làm thật kỹ nha mọi người. Quét không chừa một chỗ hở nào để khi đổ lớp gelatin vào không ảnh hưởng đến kết cấu bên trong bánh. Phần đế khay bánh còn dư, mình cũng nặn bánh và đắp vào chỗ trống sao cho kín hết phần đáy bánh nhé. Đắp thêm vào thành bánh để tạo hình thoai thoải cho ngọn núi tự nhiên hơn. Hoàn thành rồi nè, bây giờ đã nhìn ra hình dạng của núi và đáy biển rồi đó. Bây giờ mình sẽ để bánh vào trong tủ lạnh khoảng 15 đến 30 phút để lớp chocolate bên ngoài đông lại. Trong lúc đó mình chuẩn bị một chén chocolate chip trắng. Đun sôi một cốc nước, đổ vào một chén lớn hơn rồi để chén chocolate trắng này vào ngâm. Chỉ chút xíu thôi là nó đã tan chảy ra như thế này. Phần chocolate này mình sẽ dùng để vẽ trang trí bề mặt bánh ở dưới đáy biển. Mình dùng một chiếc cọ đầu nhỏ, phết ngang vẽ quanh thành bánh, phết dài dài và lan ra nhìn sẽ giống thật hơn nhé mọi người. Mọi người không có chocolate trắng thì có thể dùng màu thực phẩm để vẽ, sẽ dễ vẽ hơn do màu vẽ không bị đông cứng lại như chocolate. Phần chocolate trắng này sẽ làm đáy biển trở nên thật hơn giống như là san hô và đá, cũng sáng màu hơn, tránh bị quá tối nên phết dày đặc một chút. Bánh đã vẽ xong rồi, mình đặt thêm vài con ốc và nhành cây để tạo cảnh cho sinh động. Tiếp đến mình làm khuôn bao quanh bánh để đổ gelatin nha. Trước tiên đặt khoảng 4 lớp giấy kiến bọc thực phẩm ở phần đế bánh, sau đó để bánh lên trên. Chuẩn bị một miếng plastic loại bao quanh bánh mousse, cái này có chiều cao là 6 inch. Thoa một lớp dầu lên bề mặt của miếng plastic này để khi gỡ khuôn bánh, bánh không bị dính nha. Đế khuôn bánh của mình là khuôn đế rời. Bây giờ mình cho phần thành khuôn vào, đặt miếng plastic sát thành khuôn như thế này rồi khóa lại. Nhớ để sát vào thành khuôn và đáy khuôn nha mọi người. Điều này sẽ giúp mình đổ gelatin không bị trào ra. Sau đó cẩn thận đặt vào xung quanh bánh như thế này. Với cách làm này thì mình không thể lấy toàn bộ bánh ra khỏi đế khuôn sau khi làm xong, nên mọi người có thể làm bằng khuôn làm bánh mousse sẽ dễ dàng tháo ra hơn. Xong xuôi mình lấy phần giấy bọc thực phẩm bao lại quanh đáy khuôn như thế này. Dùng băng keo cuốn chặt xung quanh thật kỹ để gelatin không bị trào ra. Tiếp theo thì mình lại bỏ cả bánh và khuôn này vào trong tủ lạnh tiếp để cho bánh cứng hơn. Trong khi chờ mình đi làm lớp thạch giả làm nước biển bao quanh bánh, các bạn tham khảo nguyên liệu ở đây nha. Bắt đầu nào, ngâm nở 80g gelatin với 300g nước. Trộn đều nó lên, mọi người trộn kỹ một chút để gelatin thấm đều nước. Sau đó để nước ngấm vào trong vòng 15 phút. Bước này sẽ giúp gelatin tan đều và dễ tan hơn. Trong lúc chờ gelatin nở, mình sẽ đun sôi 1,2 lít nước. Sau đó cho 250g đường vào.
Khi nước đã sôi, mình đổ ngay vào tô gelatin bột đã ngâm lúc nãy. Khuấy lên để hòa tan gelatin hoàn toàn. Sau khi làm nhiều lần pha gelatin thì mình thấy với khối lượng bột gelatin này thì sẽ cho cái phần nước biển có độ trong, có thể nhìn thấy các phần trang trí bên trong bánh, vừa có độ cứng vừa phải đủ để bánh vững. Mọi người không nên dùng quá nhiều sẽ làm bánh bị đục nhé. Cũng không nên dùng quá ít gelatin thì bánh sẽ dễ bị bể. Mình lọc qua rây nếu còn lợn cợn và vớt hết bọt để phần gelatin được trong hơn nha. Vì mùi của gelatin khá là khó chịu nên mình nên pha thêm mùi để đánh bớt mùi khó chịu của gelatin đi. Nhớ là pha mùi không màu kẻo ảnh hưởng đến màu nước biển của mình nhé. Mình cho thêm 2 teaspoon nước cốt chanh hoặc là 1 teaspoon tinh chất hương chanh để tạo mùi thơm nhé. Tiếp theo thì mình sẽ pha màu, mình dùng màu xanh dương này. Màu gel nên mình sẽ hòa tan từng chút một, dùng đầu que nhọn lấy từng ít màu rồi hòa tan đều đến khi được màu ưng ý nhé mọi người. Pha màu xong rồi, bây giờ đến phần thú vị nhất là đổ nước biển gelatin vào nè. Đợi cho nước gelatin nguội còn khoảng 30 độ thì mình tiến hành đổ gelatin vào nhé. Mình đổ nhẹ nhẹ men theo thành bánh để tránh làm hư phần cốt bánh và cũng để tránh bọt khí. Nếu phần gelatin đã đông lại thì mọi người cũng đừng lo, có thể ngâm tô gelatin vào trong nước sôi, khuấy đều cho đến khi tan ra, đợi nguội rồi mình lại đổ tiếp nha. Mình đổ nước đến ngang chân núi như đã dự định. Xong rồi, bây giờ mình cẩn thận đem toàn bộ cho vào tủ lạnh và để thạch đông lại trong vòng từ 4 đến 8 tiếng nhé. Để chắc ăn mình để qua đêm rồi sáng hôm sau trang trí mặt bánh luôn. Sau khi gelatin đã đông cứng, mình lấy bánh ra và nhẹ nhàng tháo lớp băng keo cùng giấy wrap bao quanh khuôn. Tiếp đến, dùng dao lách quanh thành khuôn như thế này để đảm bảo bánh không bị dính. Nhẹ nhàng tháo khuôn ra. Sau đó mình nhẹ nhàng lột lớp plastic bao quanh, cẩn thận để tránh bị tách rách thành bánh. Nếu cạnh bánh không bằng phẳng thì có thể dùng thìa inox nhúng vào nước nóng và miết theo thành bánh như thế này để làm phẳng nó. Để trang trí mặt bánh thì mình cần một ít màu thực phẩm trắng, đen và xanh, một vài chiếc bánh quy sáng màu. Mình dùng màu thực phẩm trắng và đen pha thêm thành màu xám. Dùng cỏ phết màu trắng khắp thanh núi như thế này, rồi vẽ thêm màu xám sao cho ngọn núi nhìn chân thực nhất. Cái này tùy khéo tay và gu thẩm mỹ của mỗi người mà mọi người sáng tạo thêm nha. Bây giờ mình sẽ dùng giấy wrap bọc thực phẩm, bọc kín bề mặt của bánh, chỉ chừa phần đảo nổi lại. Việc này giúp mặt bánh sạch, không bị dính vụn bánh quy. Sau khi rắc vụn bánh quy xong rồi thì mình lột lớp wrap này ra. Tiếp theo mình dùng chày nghiền vụn bánh quy. Xong rồi chia ra làm 3 phần. Một phần mình pha màu xanh lá đậm. Phần này mình pha màu xanh lá nhạt hơn. Phần còn lại để nguyên không pha thêm gì cả để làm cát bãi biển. Mình sẽ đắp chỗ bánh quy này lên đỉnh núi để làm nó trông thật nhất có thể, đặt xen kẽ. Ai khéo tay có thể tạo hình cây cao, thuyền bằng đường folded hoặc làm vỏ sò ốc bằng chocolate đặt lên trên mặt bánh để trang trí thêm nhé. Rải thêm bánh quy vàng như thế này để tạo thành bãi biển. Vẽ thêm những con sóng bạc đầu xung quanh hòn đảo sao cho tự nhiên nhất. Như vậy là chiếc bánh hòn đảo nổi đã hoàn thành rồi đây. Chiếc bánh tiêu tốn 2 ngày để hoàn thành. Đúng là nhìn bánh thấy tươi mát rất thích, rất đáng công để bỏ ra làm thử. Cách bánh ra thưởng thức thôi. Bánh tạo thành lớp bánh và lớp thạch riêng như thế này, khi ăn nhờ có lớp thạch mà không bị ngán. Lớp bánh đậm vị chocolate mềm ẩm rất thích hợp với những tín đồ chocolate. Chúc mọi người thành công nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Nếu thích video nhớ cho mình một like, nhấn đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận được những video mới nhất của cô Ba Bình Dương Channel. Các bạn cũng có thể ghé thăm website cobabinhduong.com để theo dõi những công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Xin chào và hẹn gặp lại!